Chỉ vì một cái răng nhỏ sai hình dạng mà làm hàm răng không khớp được với nhau. Chào cả nhà, bác sĩ Ngọc Anh đây. Hôm nay là một trường hợp niềng răng, bởi vì khi mà bạn cười lên có một cái răng nhỏ nhỏ này, các bạn thấy không ạ? Nó mọc lệch hẳn vô bên trong đây. Vô bên trong và nó bị nhỏ, nó nhỏ hơn bình thường cho nên nó làm cho cái bên này nó không có khớp đúng nè. Thì và đường giữa lệch nè. Thì sau khi niềng thì đường giữa nó sẽ trùng vào cái răng này. Các bạn biết làm sao mà nó ự lên không ạ? Chạm tái tạo đó. Thì chúng ta cùng xem bên này sau khi điều trị thì hai hàm nó sẽ khớp với nhau tốt hơn. Đây, cái răng nhỏ này thì nó sẽ được chám bự lên thì cái nụ cười nó sẽ tươi hơn. Thì cái thông điệp từ ca này đó là dù như là chỉ có một cái thai nhỏ một chút xíu thôi, nó cũng thể ảnh hưởng đến cái hàm răng, hai hàm nó khớp cho nên vẫn có thể điền được. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi gì liên quan đến niềng răng, hoặc là bạn thích coi case lâm sàng hô móm lệch lạc lộn xộn, hay là thậm chí là chỉ nhỏ xíu giống như vậy thôi, thì cũng comment nha. Mình sẽ làm video về case đó cho các bạn nha. Nếu mà biết thêm những thông tin về niềng răng, có thể đọc cuốn sách Hành trình niềng răng mới do chính mình làm tác giả nhé.